Một cái dòng thuốc nuôi vừa giúp cho con gà tai dày, bo mạnh, bền lúc khuya, tiết kiệm mà vẫn đảm bảo đủ chất là chỉ có thể là ginseng thôi anh em. Thì dân ngày hôm nay là ngày 5 tháng 11 năm 2023, thì ginseng nó về cũng 2-3 bữa nay rồi mà Điền chưa có rảnh để làm clip giới thiệu lại với toàn thể anh em. Thì bữa nay Điền làm clip để giới thiệu lại với toàn thể anh em. Anh em nào chưa có xài thì mình tham khảo nha anh em. Anh em nào xài rồi ok thì tiếp tục ủng hộ thuốc nuôi ginseng bên Điền quán anh em. Anh em xem video nhớ cho Điền một like anh em, để Điền động lực làm những video tiếp theo cho anh em về những dòng thuốc nuôi mới, những cái giá cả thuốc theo ngày tháng anh em. Anh em nhớ theo dõi kênh để cập nhật những cái khuyến mãi, thì sẽ tăng cường khuyến mãi cho anh em vào những dịp cuối năm này. Thì ginseng đây anh em là cái dòng thuốc nuôi dạng nhỏ miệng rất là nhạy. Anh em nuôi tầm 2 đến 3 tuần tùy theo cái nền gà anh em, anh em có thể chơi được luôn. Xài từ con gà tơ mới gấp bội đến khi con gà mình thành con gà đấu luôn anh em. Ngoài ra gà lỏn lẻn nó còn có thể xài được, đi thi đấu về bị cựa anh em hỗ trợ cho nó mau lành tan, phục hồi sức khỏe tốt, không có bị gót khi nó bị tan anh em. Đây là cái quan trọng cực mạnh. Xài cái thằng ginseng này, xài gà tai rất là dày mát, dễ nuôi lắm. Giá cả nó phải chăng dễ sử dụng, một chai như vậy là 200.000 anh em. 5 tặng 1, 10 thì tặng 2 anh em. Thì anh em mua hàng thì cứ alo trực tiếp cái số điện thoại của Điền anh em. Đây là cái số điện thoại của Điền, để đây này anh em. 0347471112 anh em. Điền cũng có xài Zalo số này nữa, anh em nào có Zalo thì kết bạn qua số này nha anh em, để Điền quay lại cho anh em xem kỹ hơn về chai thuốc nha anh em. Đây số điện thoại của Điền, anh em nào có xài thì hú Điền qua số này nha anh em, hoặc kết bạn Zalo hoặc có thể nhắn tin trực tiếp, nhưng mà cách nhanh nhất là anh em cứ alo cho Điền. Đó, ginseng này là có sẵn anh em. Ngày mai cũng giao cho ông anh 200 này. Bữa trước cũng về rồi giao luôn, Điền cũng có quay lên. Thằng ginseng này anh em xài rất là nhiều, nuôi gà tơ nó dễ lắm nha. Gà mà tai tròn sẵn là nuôi anh em thúc một tuần lễ là có thể chơi được luôn, nó rất là đa dạng. Tại vì nó là thuốc nhỏ miệng dạng nước nên nó tan rất là nhanh, nó hấp thụ rất là nhanh, hiệu quả ngay sau một lần sử dụng. Nhưng mà anh em chưa có chơi được liền đâu, phải để cho đủ tầm 6-7 cử để những cái vitamin đó nó chuyển hóa thành năng lượng từ từ, con gà mình nó tích lũy năng lượng từ từ, nó mới có cái sức mạnh, mới có cái bo được, chứ không phải nó không có giống như là tác động cái được liền anh em. Thì mình thấy dấu hiệu con gà nó sung đó, nhưng mà anh em ra chơi nó chưa có thể bền bo được, nó phải hấp thụ đủ cái thời gian nó để nó chuyển hóa thành cái dinh dưỡng, thành cái năng lượng, con gà nó mới có sức được. Đó là nó khỏe từ bên trong, nó ăn uống tốt rồi nó mới có lực được nha anh em. Nó không có giống như những cái dòng tăng bo cấp tốc mà để kích cho cái lực, anh em có sẵn thì nó mới kích, còn cái này con gà mình chưa có lực thì anh em phải tạo cái lực cho nó. Đó là những cái điểm khác nhau để Điền nói rõ, nhiều khi anh em không có rõ, anh em tưởng cái này là tăng bo cấp tốc, nhưng không phải, nó cũng tăng bo nhưng mà thông qua một cái quá trình nuôi nó để nó chuyển hóa năng lượng, những dinh dưỡng thành cái năng lượng, những cái cơ bắp đồ cho con gà, gà nở đủ cơ bắp thì nó mới có thể lực tốt được. Thằng này được anh em xài nhiều, từ đây sắp Tết là đang về dữ lắm anh em. Hổm gà anh em cũng thưa thì cái số lượng nó về cũng không nhiều, bữa hổm có bị kẹt mấy bữa nó mới về được. Này anh em lấy nhiều thì 5 tặng 1, 10 tặng 2 anh em. Rồi anh em nào xài thì hú Điền anh em. Thằng này thì cũng có mặt khá là lâu và hiệu quả của nó đã được chứng minh rất là nhiều anh em. Anh em từ những anh em chạy gà bán đến những anh em gà nuôi chơi, chơi lớn chơi nhỏ đều sử dụng hết. Tại vì cái hiệu quả nó đem lại so với số tiền bỏ ra thì anh em còn quá lời. Nếu anh em chạy gà thường thường rất là gói ghém trong cái chi phí, nhưng mà vẫn sử dụng thằng này rất là nhiều anh em. Tại vì nếu mà anh em sử dụng thì nó đem lại hiệu quả cao, ít có bị gà tồn, gà giao khách cũng rất là chất lượng nên anh em có thể ra gà nhiều hơn. Đó. Rồi thôi, Điền xin chào tất cả anh em, hẹn gặp anh em những video tiếp theo nha anh em.